Sáng nay, tạp chí Nhà đầu tư tổ chức hội thảo trực tuyến với chủ đề Sự trỗi dậy của thị trường bất động sản Đà Nẵng, Quảng Nam trong trạng thái bình thường mới. Tại hội thảo, các đại biểu đến từ Bộ Xây dựng, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài nguyên và Môi trường, đại diện địa phương cùng các chuyên gia kinh tế, các hiệp hội và doanh nghiệp bất động sản đã tập trung thảo luận phân tích diễn biến thị trường bất động sản trong những năm qua, nhận diện những khó khăn vướng mắc cũng như những lực đẩy cơ hội mới, đề xuất chính sách giải pháp thúc đẩy thị trường bất động sản Đà Nẵng và Quảng Nam phục hồi và phát triển bền vững trong thời gian tới. Nếu giai đoạn 2017-2018 mức giá mua đi bán lại trên thị trường thứ cấp tăng từ 80 đến 100% một năm, thì từ giữa năm 2019 đến 2021, cung cầu suy giảm mạnh. Mặt bằng giá bất động sản năm 2021 giảm trung bình khoảng từ 15 cho đến 20%. Cục bộ nhiều khu vực có mức giảm lên đến 30 cho đến 35% so với năm 2019.